Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh đến từ Nghệ An. Dạ em chào bác sĩ, xin bác sĩ tư vấn cho trường hợp của con trai em. Năm nay cháu 7 tuổi đang học lớp 2. Quan sát cháu khi làm toán và văn thì em thấy cháu có một số biểu hiện lạ. Đó là cháu thường làm toán kém và trí nhớ rất kém. Còn khi viết văn thì cháu thường viết lòng ngoằng những câu rất vô nghĩa, không logic. Khi vẽ hình thì cháu vẽ những hình không rõ ràng và chủ đề tô màu cũng rất xấu. Trong trường hợp của cháu có liên quan đến bệnh viện phát triển trí tuệ không ạ? Em nên làm và cho cháu dùng thuốc gì để tốt hơn cho trường hợp của cháu? Em xin cảm ơn bác sĩ. Cháu mình 7 tuổi, tức là khi cái tuổi cháu học lớp 2 thì ít nhiều các cháu qua cái lớp 1 cháu được rèn luyện về kỹ năng là viết rồi, thế rồi thì là kỹ năng làm toán phù hợp với cái lứa tuổi của các cháu. Nhưng mà như gia đình nhận thấy là cháu rất là kém toán, rồi trí nhớ cũng kém, rồi viết văn thực ra ở cái lứa tuổi lớp 1 thì chỉ là những cái viết văn kể chuyện thôi, chứ mà cũng không phải cái gì mà nó đòi hỏi nó cao. Thế nhưng mà nếu mà thấy rằng là cái lời văn nó vô nghĩa thì chúng ta cũng phải lưu ý, chúng ta vấn đề cháu trí tuệ cháu không bình thường mà cháu chậm trí tuệ. Rồi những hình vẽ như lứa tuổi 7 tuổi này có thể vẽ hình người, hình người qua những bộ phận cơ thể rồi thì cháu cũng vẽ chưa đâu vào đâu cả, chưa ra cái hình gì cả. Thì khi mà con vẽ nên hỏi con vẽ đi là vẽ cái gì thì xem con giải thích làm sao. Thế đâu rằng đứa trẻ con nó nghịch ngợm, nó không ý định nó vẽ cái gì cả thì nó vẽ lòng ngoằng. Như nếu mà chúng ta là ra một cái chủ đề, con vẽ cho mẹ cái cây đi, hoặc con vẽ cho mẹ hình người đi, mà nếu cho vẽ không ra cái gì thì chúng ta cũng phải dựa cho hình vẽ mà hiểu phần nào về cái khả năng trí tuệ của cháu. Vì nếu mà cháu mà 7 tuổi thì người cho vẽ đã có đầu này, có mắt này, có tay, có chân rồi, có tóc rồi, mà vẽ cái mặc quần áo rồi, nếu mà cho vẽ không ra cái hình gì cả, dựa theo hình người tự nhiên là đứa trẻ 7 tuổi mà vẽ hình người chỉ có 3 bộ phận, tức là cái đầu này rồi hai cái chân trẻ ra gì như vậy, là cái đấy hình vẽ thể hiện là trí tuệ rất là kém. Chọn hình người lòng lòng có 3 bộ phận thôi thì dựa theo hình người chúng tôi bác sĩ tâm lý cũng thể đoán ra được cái trí tuệ. Tức là nếu chúng ta là cha là mẹ thấy cháu không bất thường này thì nên cháu đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm lý để đánh giá về mặt trí tuệ của cháu là làm sao để có cái tư vấn kịp thời. Thì cháu Nghệ An phải không ạ? Vâng, thì có thể đến bệnh viện Nghệ An, hoặc nếu có điều kiện thì gia đình nên đến bệnh viện Trung ương khoa tâm lý để được đánh giá. Và cũng có hỏi là nên làm thế nào để cải thiện tình trạng cho cháu và dùng thuốc gì để có thể cải thiện tình trạng. Vâng, nếu mà gia đình chúng ta hiện tại chưa có điều kiện mà đi khám ngay thì chúng ta phải kèm cháu học tập. Đấy, chúng ta xem là cháu biết sẽ làm sao, uốn nắn chữ viết của cháu, chúng ta kiểm tra cháu làm toán thế nào, cùng học cùng ngồi với cháu. Mà nhớ rằng là khi học với cháu là bố mẹ rất kiên trì, không phải không có những cái là mắng rồi thì là khó chịu làm cho nó ức chế thì học tập nó không hiệu quả. Muốn trẻ con thay đổi thì người lớn phải thay đổi trước, phải có cái thái độ rất là kiên trì,